Theo cảm nhận của em thì nó thật mềm mát và thanh dịu. Trong đó thì theo cảm giác thì nó cái nước suối nó trong lành, cảm thấy mình có cái sảng khoái nhiều hơn. Nước khoáng La Vi rất là mềm mát và thanh dịu, rồi nó rất là tinh khiết và cho mình cảm thấy thoải mái hơn.